Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội có một chiếc Kia Carnival lăn bánh hơn 3 vạn muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. 3 vạn 9 hay sao nhỉ? Hình như là 3 vạn đến gần 4 vạn gì đấy. Chiếc xe này thì sản xuất 2022 phiên bản Signature máy dầu bản full 7 ghế và hiện đang được chào bán tại Car Center với cái mức giá là 1 tỷ 299 triệu đồng. Có bớt lậu thêm cho quý anh chị và các bạn. Chúng ta hãy cùng ngắm qua một vòng về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này mọi người nhé. Thiết kế của Carnival đời này trở đi thì nhìn nó rất là ưng mắt rồi. Từ những cái chi tiết như là la răng này, mặt ca lăng, đèn đóm mọi thứ, trông nó rất là ưng mắt luôn. Xe có cam 360, có cảm biến trước sau, rất là đầy đủ gọi là option. Ở đây là một chiếc xe Hàn của chị và các bạn nhé. Một chiếc xe Hàn nên là những cái option được nhìn rất là đầy đủ rồi. Và đây cũng là một trong những cái chiếc MPV được đánh giá là xứng đáng nhất ở trong cái phân khúc trên 1 tỷ đồng. Thiết kế, công năng, mọi thứ. Cốp chúng ta có cốp điện, bấm nút đóng mở rất là tiện lợi, nhẹ nhàng. Và đây là khoang cốp của một chiếc Kia Carnival. Đây, khoang cốp của một chiếc Kia Carnival. Anh sẽ bỏ hết những cái đồ bên trong ra cho quý anh chị và các bạn xem. Đây là khoang cốp khi mà chúng ta đã sử dụng đến hàng ghế thứ ba rồi nhá. Sử dụng đến hàng ghế thứ ba mà nó vẫn còn rộng như thế này. Còn bây giờ thì em sẽ đây, em sẽ đóng hàng ghế thứ ba xuống cho anh chị và các bạn trải nghiệm luôn. Keo chỉ đinh tán mọi thứ là còn nguyên nhá. Hàng ghế thứ ba đây, khi mà chúng ta để nguyên như này này và chúng ta đóng xuống ấy. Đây, chúng ta có thể gập phẳng và tạo nên một cái mặt phẳng sàn cốp. Nó rất là rộng luôn mọi người nhé. Để đồ cũng được mà chở người cũng rộng. Nói chung là đây là một chiếc xe khá là ổn. Hai cửa lùa điện, chỉ cần bấm nút trên cánh cửa, có thể mở bấm nút ở bên ngoài cũng như là bên trong. Bên trong thì phía đây chúng ta sẽ có nút này. Đó, dành cho người ngồi lái. Hàng ghế thứ hai thì có đệm chân, có làm mát, có sấy ghế, rất là nhiều tính năng, có thể ngả ghế này rất là sâu, có cả tì tay hai bên luôn. Xe thì có hai cửa sổ trời ở trên nóc cho hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai. Đấy, cái không gian ngồi mọi thứ, mọi chi tiết nó rất là thoáng đãng, nó rất là rộng rãi. Cửa chỉ cần bấm điện cái là được, đóng mở rất là dễ dàng. Đấy, nhẹ nhàng, có chống kẹt này nhé. Xe thì cam kết cho quý anh chị và các bạn rồi, không có đâm đụng tai nạn làm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của xe. Xe không ngấm nước thì kích, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản, chiều qua là tù sửa chữa lớn. Đấy, hệ thống loa giải trí trên chiếc xe này sử dụng hệ thống loa Bose. Nhớ ghế lái đến hai vị trí gương kính chỉnh điện, đèn đóm tự động, hỗ trợ giữ làn này, hỗ trợ giữ làn ga tự động thích ứng, vô lăng tích hợp đàm thoại giảm tay với các thứ, hai màn hình liền này. Đấy, xe đi được 37.000 km với chị và các bạn nhé. Tần số thì chúng ta sử dụng tần số rúm xoay, chúng ta có phanh tay điện tử, có auto hold, có rất là nhiều chế độ lái, có sấy vô lăng cam 360, sấy sưởi và làm mát cho hàng ghế trước. Đấy, có cả sạc không dây. Rất nhiều option trên chiếc xe này nhá. Quý chị và các bạn ạ. Nhiều không kể được hết luôn, nếu quý chị và các bạn nào quan tâm
thì hãy dành một chút thời gian ghé thăm Car Center tại số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm mẫu xe này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua về cái phần khoang động cơ của chiếc Kia Carnival này. Khoang động cơ phải nói là cực kỳ ngăn nắp luôn, gọn gàng. Máy 2.2 turbo Smart Stream D thế hệ mới. Đấy, máy dầu thế hệ mới. Đấy, nước làm mát hơi còn hơi ít, với chị với bạn lấy xe thì bên em sẽ bổ sung cho. Tổng quan đây là một chiếc xe tương đối là mới, và trong cái tầm giá hơn 1,2 tỷ thì đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Có hỗ trợ trả góp tối đa được cho chiếc xe này là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm tối đa, quý anh chị và các bạn nhé. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center, hoặc là dành một chút thời gian ghé thăm cửa hàng tại số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Ngoài chiếc xe này, bên em còn rất nhiều các cái mẫu xe khác trong phân khúc cho quý anh chị và các bạn lựa chọn. 7 chỗ thì bên em có CX-8 này, có Ford 5 chỗ, có Ford Territory này, hay là 7 chỗ thì có thêm cả Lux SA, đấy, Kia Sport S, nói chung là Santa Fe, rất nhiều mẫu xe cho quý anh chị và các bạn lựa chọn nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.